Và chúng ta đang ra phía sau vườn các bạn nhé, để xem cái rau dền là đây là những cái rau dền dại các bạn, dền xanh, để xem là những cái rau dền này có nhân đỏ không. Đây các bạn thấy là lá nó bạc các bạn này, đây này lá nó bạc trắng bạc này, là nhân đỏ các bạn nhé. Kể kia trồng đang thế, nhìn ta nhìn thấy lá nó vàng mà bạc đi, tại vì cái lá cái nhân đỏ nó hút chết các bạn, nó mất cái diệp lục các bạn, mất màu xanh đi, và nó cũng che những lỗ thở của lá này, làm lá không quang hợp không thở được, và cây nó suy các bạn nhé, rất là còi. Đây tôi hâm cái lá cho các bạn xem, nếu mà quan sát bằng mắt các bạn thì chúng ta thấy những cái chấm rất là nhỏ như hạt bụi trên lá và chấm màu đỏ các bạn nhé, rất là dày đặc. Nó hút cỡ này thì cái lá chúng ta đâu có thở được, đâu có quang hợp được các bạn, mà trao đổi chất rồi, cho nên nó phải vàng thôi, phải vàng. Đây những cái rau dền này rất là nhiều nền đỏ, tại vì mọc dại các bạn, sau đó thì nó sẽ nhiều lên, nó sẽ tấn công lên những cái trồng của chúng ta. Các bạn ý là lúc đầu thì những cây khác đâu có đúng không, mà sau đó thì chúng ta thấy cây trồng chúng ta nhìn đỏ rất nhiều, thì các bạn ý là trong vườn các bạn ấy có những cây rau dền dại này, hầu như tất cả rau dền sao các bạn. Các bạn quan sát là nếu mà nền đỏ nhiều chúng ta lên nhổ hết đi, và chúng ta phơi chúng ta đốt để cách ly nhé, chứ không có chúng ta mà chủ quan chúng ta không để ý, nó sẽ lây sang những cái trồng khác và chúng ta làm ảnh hưởng năng suất đến cây trồng, và chúng ta diệt rất là khó. Cũng như diệt nhện đỏ này mà để chết được ấy, để sai chết thì chúng ta cái công phun rất là quan trọng, chúng ta phun làm sao mà ướt thuốc, ướt cả mặt lá trên mặt lá dưới, thuốc phủ đều thì mới diệt các bạn, chứ các bạn mà chỉ có qua mà không trúng thuốc các bạn thì hiệu quả không cao, thuốc tốt thì hiệu quả không cao bạn nhé, tại vì nó đâu đủ cái lượng thuốc để nó diệt đâu. Nếu mà chúng ta để sót vài lá đâu nó sẽ bùng phát nên đỏ này, nó vậy một cái lá này cũng chắc phải biết bao nhiêu con trong này đâu, rất là nhiều tại vì nó nhỏ. Phần là video chia sẻ các bạn là chúng ta đi kiểm tra những cái rau dền các bạn nhé, để xem rau dền các bạn có nhện đỏ không, có chúng ta sẽ xử lý nhổ đi và phơi khô đốt, nó cộng sinh nhện đỏ với lá rau dền các bạn, nó cộng sinh với nhau giống như con đẹp sáp với con kiên đen các bạn, ở đâu có kiên đen thì có đẹp sáp vậy nhá, nó cộng sinh với nhau đấy, cái còn kiên đen nó sẽ tha đẹp sáp lên cây để nó ăn, xong bắt đầu con đẹp sáp nó mới hút chất dinh dưỡng, hút chất dinh dưỡng của cây bạn, xong rồi đẹp sáp nó ra nhiều, cái đen ăn đẹp sáp đó, nó cộng sinh. Cái rau dền nó thế bạn, rất là phù hợp với cái con đen đỏ, chỗ nào có rau dền thì chỗ sẽ xuất hiện đen đỏ bạn nhá. Đây các bạn này, đen đỏ đang ăn này, bạc cái lá này nè, nó ăn sang cây này xong bắt đầu cây khác mọc lên, lại sang cây khác mà sang cây trồng ra đấy. Các bạn xem video các bạn để ý xem nào, vườn các bạn nhìn đỏ, nhìn kỹ xem có nhìn đỏ ở trên cái rau dền không. Thì tôi cũng chia sẻ các bạn một loại thuốc diệt nhện đỏ chất lượng cao, được bà con nông dân đánh giá rất là tốt và rất nhiều nông dân đã sử dụng. Thì tôi cũng giới thiệu cho các bạn là cặp nhện đỏ này đặc trị, một loại xông hơi, một loại diệt trứng và bỏ ăn. Để chờ bác nào mà mới đăng ký kênh hoặc mới theo dõi kênh hoặc chưa biết cặp nhện đỏ, chúng ta có thể hỏi mua ở những hàng vật tư nông nghiệp ở chỗ các bác, còn nếu chỗ các bác không có thì cũng có thể đặt hàng qua số điện thoại, số điện thoại tôi sẽ để trên góc phải màn hình nhé, số Zalo các bạn. Thì một cặp này là của hai công ty khác nhau các bạn, pha trộn vào nhau được 400 lít nước các bạn nhé, phun đang hoa đang trái non không sao cả, ăn mát không nóng, không nóng như những sản phẩm khác. Thì cái liều thực tế các bạn, sản xuất người ta sản xuất như thế thôi, nhưng mà chúng ta phải dùng vào thực tế ta cảm nhận một cái liều chuẩn mà không gây nóng gây trồng, không gây hại trái non, đó là rất là quan trọng. Chai này có tên là Super Red xông hơi, cái này thì chúng ta phải phun càng kỹ càng tốt, thuốc càng nhiều thì nó diệt càng mạnh. Cam nhìn đỏ
Chai này thể tích thì nó là 240 ml. Superred công ty Hòa Bình nhá. Chai 240 ml. Còn đây là Listerine các bạn này. Nhập khẩu của Nhật Bản. Đó. Và chất là hexathiazone 50 g/l. Thể tích thực là 200 g/l, 200 ml các bạn nhá. Cũng đăng ký đặc trị nhện đỏ, nhện ré, nhện lông nhung. Thì chúng ta phải pha hai cặp này, hai chai này vào. Một cặp này thì nó mới hiệu quả cao các bạn nhé. Chúng ta dùng riêng thì nó hiệu quả không cao. Tại vì chúng ta sử dụng rất nhiều vườn rồi các bạn. Đều đánh giá là hiệu quả rất là cao. Và cũng như tôi bán hàng này cho những bác ở xa, nhiều bác điện cảm ơn. Thì nhiều bác là xịt thuốc rất nhiều loại mà không hiệu quả, nhưng mà đưa cặp này vào thì rất là tốt. Cái này nó có hai chức năng các bạn, vừa xông hơi và triệt chứng. Nếu mà phun kỹ thì phun khoảng 2 lần thì có khi là mấy tháng sau mới có vài con nhện thôi. Rất hiệu quả. Thì đa số các bác điện cho tôi thì là các bác đã dùng nhiều loại thuốc rồi, nó bị kháng. Thì các bác hỏi mua cặp này và tôi cũng đã gửi cho các bác và đã sử dụng rất là hiệu quả. Nếu các bạn mà bị nhện đỏ, các bạn chỉ bị kháng thuốc thì các bạn cứ mua cặp này, các bạn dùng các bạn cảm nhận, không có thể mua số điện thoại nhé, chúng tôi sẽ ship đến cho các bạn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và thêm video hữu ích thì cho một like, một chia sẻ, nhấn đi kênh để Ari Vlog làm nhiều video hữu ích cho đồng nghiệp. Cảm ơn các bác.